Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ chặn giấc mơ công nghệ Trung Quốc, Việt Nam hưởng lợi. Đòn trừng phạt của Washington vào hôm 18 tháng 12 khi yêu cầu các nhà sản xuất Mỹ phải đệ đơn xin cấp phép trước khi bán các linh kiện cho tập đoàn sản xuất chất bán dẫn quốc tế SMIC của Trung Quốc được cho là cú đánh trực diện vào tham vọng trở thành siêu cường công nghệ của Trung Quốc. Quyết định này trong tổng thể cuộc chiến thương mại Mỹ và Trung Quốc tác động ít nhiều đến Việt Nam, quốc gia láng giềng đối với Trung Quốc. Washington nói rằng mọi việc yêu cầu xuất khẩu công nghệ cần thiết để sản xuất chip điện tử cực kỳ tân tiến nhiều khả năng sẽ bị khước từ. Đây là hình ảnh chụp màn hình thông báo của Bộ Thương mại Mỹ hôm 18 tháng 12 về việc bổ sung tập đoàn SMIC của Trung Quốc vào danh sách thực thể hạn chế quyền truy cập và công nghệ then chốt cho phép của Hoa Kỳ. Chính phủ Mỹ cho rằng nhà sản xuất chip điện tử này có thể dùng công nghệ để hỗ trợ Trung Quốc hiện đại hóa lực lượng vũ trang. Nhà quan sát Trần Thái Phùng đánh giá quyết định của Mỹ trở thành một vấn đề thực sự nghiêm trọng đối với tập đoàn SMIC. Đây là tập đoàn chuyên sử dụng các phần mềm và linh kiện từ Mỹ trong việc sản xuất các loại chip điện tử tân tiến. Trong một nghiên cứu công bố vào hồi tháng 12, Felix Lee, nhà phân tích tài sản của Morningstar, cũng đưa ra những dự đoán về các lệnh hạn chế xuất khẩu mà chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ban hành. Ông nhận định, chúng tôi cho rằng đó sẽ là một trong nhiều cú đòn nhằm vào Trung Quốc kiềm chế quốc gia này vươn lên thành một siêu cường công nghệ. Bên cạnh đó, trong một báo cáo khác vào hồi tháng 9 năm nay, ông viết, dù các doanh nghiệp nội địa Trung Quốc đã cải thiện vị trí đáng kể trong nhiều phần của chuỗi cung ứng, trình độ chuyên môn của họ thực tế vẫn chậm hơn từ 2 đến 3 thế hệ. Theo Lee, sẽ rất khó có thể để cho SMIC tự sản xuất các chất bán dẫn kích thước cỡ 40 nanomet, chứ chưa nói đến những sản phẩm kích cỡ 5 nanomet như STMC và Samsung đã bán trên thị trường. Trong một tuyên bố ra vào hôm 20 tháng 12 năm 2020, tập đoàn này thừa nhận rằng dù các lệnh hạn chế khó có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động trong ngắn hạn, những mục tiêu lớn hơn của SMIC rất có thể sẽ đối mặt với nhiều nguy cấp, bấp bênh và khó lường. Đây là hình ảnh một nhân viên an ninh đứng bên ngoài trụ sở của tập đoàn sản xuất chất bán dẫn quốc tế SMIC ở Thượng Hải khi tập đoàn này được hoàn thành vào tháng 11 năm 2001. Các quy định mới của Mỹ sẽ có ảnh hưởng tiêu cực trên thực tế đối với khả năng phát triển các chip điện tử chất lượng cao. SMIC vốn đã đối mặt với những thách thức lớn khi tìm cách bắt kịp các đối thủ toàn cầu. Doanh nghiệp này được cho là vẫn tụt hậu từ 3 đến 5 năm so với những ông lớn trong ngành công nghiệp sản xuất chip điện tử như Intel, Samsung hoặc TSMC với khả năng sản xuất các loại chip kích cỡ từ 7, 5 và 3 nanomet. Giới đầu tư không khỏi lo ngại về tương lai của doanh nghiệp này. Và cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán Hồng Kông của tập đoàn SMIC đã lập tức giảm 0,9% trong phiên giao dịch cuối ngày 22 tháng 12 ở mức 18,96 đô la Hồng Kông, mức thấp nhất trong vòng 2 tháng trở lại đây. Cổ phiếu của SMIC đã mất 4,5% giá trị từ khi Mỹ ban hành các quy định mới này. Và áp lực từ Washington cũng khiến Trung Quốc phải tìm hướng giải cứu SMIC. Nhà phân tích Lee cũng nhận định rằng Trung Quốc có thể sẽ xây dựng thêm các chính sách để hậu thuẫn khu vực sản xuất chip điện tử. Theo ông, chính phủ cũng nên tạo điều kiện và khuyến khích các hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực này hoặc cân nhắc giảm thuế với mặt hàng linh kiện bán dẫn. Tờ Thời báo Hoàn Cầu, ấn phẩm Nhân dân Nhật Báo của cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc ra ngày 21 tháng 12 cũng đưa tin nói rằng những hạn chế mới của Mỹ nhắc nhở ngành sản xuất chất bán dẫn của Trung Quốc những đòi hỏi cấp bách của việc tự chủ chuỗi công nghiệp. Thực tế, Trung Quốc đã bắt đầu đi theo lộ trình này. Đầu tháng 12, chính phủ nước này cũng công bố các quy định mới, theo đó miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các nhà sản xuất chip điện tử nếu họ đáp ứng được một số yêu cầu cụ thể. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Hội nghị Kinh tế mới đây rằng quốc gia này cần củng cố sức mạnh công nghiệp chiến lược để có thể phá vỡ sự thâu tóm của nước ngoài trong những lĩnh vực công nghệ then chốt. Cũng trong một nghiên cứu vào ngày 21 tháng 12, các phân tích tại Prestige dự đoán rằng Trung Quốc thậm chí sẽ giải cứu SMIC nếu cần thiết. Tuy nhiên, tiền không phải là cách đủ để giải quyết những phức tạp nảy sinh từ căng thẳng với Mỹ. Đây là hình ảnh người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. SMIC đã huy động được hàng tỷ đô la trong năm nay từ các quỹ phát triển do nhà nước hậu thuẫn
và thông qua việc niêm yết cổ phiếu lần 2 tại Thượng Hải. Tuy nhiên, doanh nghiệp này còn lâu mới có thể đảm bảo việc sản xuất chip điện tử tiên tiến nếu không có nguồn cung cấp đáng tin cậy từ Mỹ. Các nhà phân tích làm việc tại Tập đoàn An ninh Trung Quốc China Security Group có trụ sở tại Bắc Kinh vào ngày 21 tháng 12 cho rằng công nghệ thế hệ tiếp theo của SMIC vẫn phụ thuộc vào linh kiện và họ mua từ doanh nghiệp châu Âu bị ràng buộc bởi lệnh cấm xuất khẩu của Mỹ đã áp đặt. Thực tế là áp lực của Washington đối với các công ty của Trung Quốc sẽ không biến mất. Vào ngày 21 tháng 12, Bộ Thương mại Mỹ đã bổ sung hàng chục doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách bị hạn chế mua hàng hóa và công nghệ từ Mỹ. Một số công ty hàng không cũng có mặt trong danh sách phản ánh nguy cơ đối với chuỗi cung ứng này. Vào ngày 22 tháng 12, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng chỉ trích quyết định của Mỹ, gọi đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của các chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ung Văn Bân của Trung Quốc nhấn mạnh trước các phóng viên tại một cuộc họp báo thường kỳ rằng Mỹ liên tục lạm dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu các chiêu thức khác nhau để chấn áp và kiềm chế đích danh các doanh nghiệp cụ thể ở các quốc gia khác nhau. Bắc Kinh cũng được cho là đang đứng trước cơ hội tái thiết quan hệ với Mỹ khi Tổng thống đắc cử Biden nhậm chức. Các nhà quan sát kỳ vọng ông Biden sẽ có thái độ ngoại giao hơn người tiền nhiệm dù căng thẳng với Mỹ và Trung Quốc khó có thể đảo ngược được. Các nhà phân tích của Bernstein cho rằng cuối cùng thì chính phủ Trung Quốc có thể sẽ phải có những nhượng bộ khác nếu muốn thao gỡ áp lực đối với các nhà sản xuất chip điện tử. Báo cáo có đoạn như sau. Tình hình tồi tệ mà SMIC gặp phải có thể không đảo ngược hoàn toàn nhưng có thể giảm bớt phần nào. Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới ngày một khốc liệt và sự bùng phát đại dịch toàn cầu COVID-19 có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhiều tập đoàn đang đặt trụ sở tại Trung Quốc như Apple, Google hay Microsoft và cả các công ty nhỏ đang lựa chọn chuyển dây chuyền sản xuất sang Việt Nam để tuân thủ quy tắc kinh doanh điển hình là đa dạng hóa. Đây là hình ảnh, một hình ảnh chụp vỏ hộp chiếc smartphone Pixel 4a trên diễn đàn công nghệ hàng đầu tinh tế vào tháng 9 năm 2020 cho biết thông tin sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam. Tác giả Trần Thái Phùng cho rằng nhiều nhà đầu tư đang đóng góp vào sự tăng trưởng chưa từng có của Việt Nam so với các nước sản xuất chi phí thấp khác vì họ coi Việt Nam là sự lựa chọn tốt để thay thế Trung Quốc. Vị trí địa lý gần Trung Quốc cũng tạo thuận lợi cho việc quản lý chuỗi cung ứng và các hoạt động phức tạp khác. Doanh nhân Roberto người Ý đồng sáng lập công ty Nirotech chuyên về linh kiện điện tử giải thích như sau. Ở đây chúng tôi đã xây dựng mô hình chuỗi cung ứng, điều này đã quyết định sự thành công của chúng tôi. Một số ý kiến thì cho rằng Việt Nam đang là điểm đến của nhiều công ty trên thế giới vì chi phí thấp, nhưng không hẳn là như vậy. Chi phí sản xuất tại Việt Nam không thấp hơn nhiều so với Trung Quốc. Việt Nam được chọn là vì ngành sản xuất công nghiệp đang dịch chuyển sang sản xuất cấp cao. Điều đó được thể hiện qua việc Việt Nam đang có nhiều công ty công nghệ cao đến từ Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. Ngoài ra cũng không nên quên rằng các công ty lớn trên thế giới đã đến Việt Nam. Google và Microsoft đều tìm cách chuyển nhà máy đến Việt Nam hoặc ít nhất là ra khỏi Trung Quốc. Vào tháng 4 năm 2020, Google đã bắt đầu sản xuất điện thoại thông minh mới Pixel 4a tại Việt Nam. Điện thoại Pixel 4a có ý nghĩa rất lớn vì đây là sản phẩm bán chạy thứ 6 ở thị trường nước Mỹ. Microsoft cũng có những hoạt động thái tương tự đầu tiên hướng tới sản xuất dòng máy tính Surface mới tại Việt Nam vào quý 2 năm 2020. Mới đây, chính phủ Việt Nam cũng vừa thông báo là công ty Pentagon của Đài Loan chuyên sản xuất thiết bị cho các tập đoàn công nghệ như Microsoft, Apple hay Sony xác nhận đã lên kế hoạch đầu tư 1 tỷ đô la để xây dựng một cơ sở sản xuất tại khu công nghiệp Nam Định Vũ gần Hải Phòng. Đây là hình ảnh nhà máy của tập đoàn Pentagon tại Đài Loan. Kế hoạch mở rộng hoạt động của Pentagon tại Đài Loan, tại Việt Nam bao gồm cả việc chuyển trung tâm nghiên cứu và phát triển từ Trung Quốc sang Việt Nam, được công bố vào lúc có tin Foxconn, một tập đoàn lớn khác của Đài Loan cũng sẽ chuyển dây chuyền sản xuất các sản phẩm của Apple từ Trung Quốc sang Việt Nam. Hãng tin Reuters trước đó cũng đã loan tin là Foxconn sẽ mở rộng nhà máy sản xuất của tập đoàn này ở tỉnh Bắc Giang để xây dựng các dây chuyền lắp ráp mới. Vào năm 2021, thế hệ thứ 3 của iPod dự kiến sẽ được sản xuất tại Việt Nam. Theo Finance Review, một số các nước ở Đông Nam Á như Indonesia cũng đang tìm cách thu hút đầu tư của các công ty đa quốc gia đang muốn rời sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Nhưng chiến lược của Việt Nam có vẻ thành công hơn cả qua trường hợp của Apple.
Việt Nam cũng hy vọng sẽ trở thành một trung tâm lớn về sản xuất công nghệ cao trên thế giới. Hiện tại chỉ riêng Samsung đã cung cấp 1/4 hàng xuất khẩu của Việt Nam, còn Intel đã chọn quốc gia này để đặt nhà máy lắp ráp chip lớn nhất thế giới. Với nhiều khoản đầu tư trong năm nay, trong đó có các công ty như tập đoàn điện tử khổng lồ LG của Hàn Quốc và nhà sản xuất băng dính Tesla của Đức, Việt Nam đang trên đà trở thành nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Ba ngày 29 tháng 12 năm 2020 với bản tin Mỹ chặn giấc mơ công nghệ của Trung Quốc, Việt Nam được hưởng lợi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.